nào gió hát em đi tắm mát ở bãi biển Đồng Châu, anh qua con sông sâu. Hôm nay mình chia sẻ cho anh em một cái kinh nghiệm, chúng ta ghép bộ dàn làm sao để cho nó ok. Thì đối với cấu hình của đẩy thì chúng ta muốn hay như âm ly thì chúng ta tìm một con vang cơ xịn với một con đẩy là ok, như thế này chẳng hạn. Đây là vang cơ đấy, và con đẩy là ok, chúng ta không cần ghép thêm thiết bị gì khác nữa, vì tất cả các nút cân chỉnh bát tép ở đây là chúng ta có thể chỉnh được bằng cái tu vít này. Đây, đây là chỉnh nhạc này, chỉnh tép này, chỉnh chung này, chỉnh bát này. Còn bên là chỉnh mic nhá. Đấy, bát mic này, tép mic ở đây. Đây, vang nhại đây. Đầy đủ. Đấy. Đấy nha, có đủ chức năng cho anh em rồi. Đây là một cái rất là tiện, vì chúng ta có thể lấy cái bút điện hoặc cái tu vít như thế này, chúng ta có thể chỉnh tùy theo cái không gian của chúng ta. Đấy nha. Đấy, nhiều cái trường hợp tép kêu bé tí, kêu tí ti là nó từ cái phối ghép của chúng ta, nó từ cái con vang này nên. Để mình sẽ thử lại cho anh em nhé. Hôm nay mình sẽ tập trung vào chỉnh tép thôi, còn chỉnh bát thì anh em khác chỉnh ở đây. Đấy, nên mình sẽ tập trung vào chỉnh tép thôi. Tép kêu bé tí, kêu tí ti là do cái nút này. Đấy, nó ghi là toàn music đây, tép đây. Đấy, nhiều con vang là nó bị hỏng cái chiếc áp này, hoặc là một cơ số vang kém chất lượng, chúng ta cái vặn cái nút này lên hết cỡ mà tép không ra nổi, đấy là do vang kém chất lượng, hoặc là do bản gốc âm thanh của chúng ta có vấn đề từ quang TV, hoặc là nguồn nó gọi là chúng ta lấy từ nguồn tín hiệu có vấn đề về giải tần âm thanh gốc thì tép nó sẽ kêu bé tí, kêu tí ti. Chứ còn để mà đạt chuẩn thì mình sẽ mời anh em xem mình chỉnh nhá. Trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt, mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi thái bình ơi. Rất đơn giản thôi, muốn hay thì cái tâm điểm của chúng ta đó là con vang. Đấy nha, tôi bán ra rất nhiều loa tép từ các cỡ từ 500, 600 đến 1 triệu, 1,5 triệu, 2,5 triệu đủ các mẫu loa tép, nhưng mà rất nhiều anh em